Dạ vâng ạ, xin kính chào toàn thể quý các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Trong buổi chiều ngày 30 tháng 5 ngày hôm nay, chúng em rất là may mắn vinh dự khi được nhận một đơn hàng của anh Bảy, anh ở thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cũng trong video này, em xin thay mặt bên công ty Zika xin cảm ơn anh Bảy rất là nhiều với một cấu hình rất VIP, và cấu hình này đang rất là hot nhé. Với một cấu hình giá đầu tư rất phù hợp mà lại đem lại cái hiệu quả sử dụng cao, nó thực tế cũng như là thực dụng trong quá trình dùng khi chúng ta nghe nhạc và hát karaoke. Ở cấu hình này thì quý vị và các bạn có thể thấy anh Bảy anh đã lựa chọn cho mình một cặp loa G4000 với chiều cao tổng thể là 115 cm, về bề ngang là 38 sâu 30, tông màu chủ đạo là màu đen và kết hợp ở những cái điểm nhấn như cái vành loa là màu vàng ánh kim loại. Hiện tại với bản này công suất cho chúng ta khai thác hoạt động mắc từ 350 đến 700W. Và được sản xuất tại nhà máy chính hãng của WeWood, đặt tại nhà máy ở Đài Loan mà chúng em nhập khẩu về. Hiện tại anh chị có thể nhìn thấy hệ thống bát của nó thì gồm một con bát 30 gần mút xốp này. Đấy, với đặt ở phía bên dưới, và ngay phía bên trên chúng ta có thể nhìn thấy ngay một con hệ thống trung trầm 20, trung trầm đường kính 20 và gần bài tầm dọc, và một con trung cao 16. Hệ thống chép được trang bị một con loa siêu chép kèn vàng và ba con loa màng giấy xếp theo phương thẳng đứng. Ở đây là phiên bản em đang bỏ e căng nha. Nếu là chúng ta đẩy e căng thì sẽ có một tấm e căng lụa vải mỏng sẽ giúp bảo vệ tốt cho cái quá trình không bị bụi bẩn đến các con bát, con trung, con chép. Và chúng ta đến với thiết bị thứ hai, xin mời anh chị đến với một mẫu đẩy liền vang WeWood X7 DAC với phiên bản đẩy đang được trang bị rất nhiều công nghệ mới giúp chúng ta sử dụng nó thực tế, thực chiến hơn khi mà dùng, với công suất lên đến 1000W một kênh, và hệ thống con chip xử lý của nó được trang bị một chip DAC X7 giải mã nhé, và tính năng nghe nhạc Raoult đi kèm. Có các tính năng nữa như là có nghe nhạc thẻ nhớ USB này, có kết nối Bluetooth không dây này, và có cổng quang, và có hai đường hoa sen nữa, chúng ta lấy tín hiệu từ đầu đĩa, đầu CD ra. 5 cổng cắm mic gồm 3 cổng trước, 2 cổng sau. Anh chị mà dùng làm sự kiện nhỏ nhỏ thì có thể dùng con này, tiết kiệm chi phí. Hệ thống thì nó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm tốt, chống hú khỏe, có reverb tự động đi kèm và chỉnh những cái cân bằng phải trái, và hệ thống chỉnh âm ở đây về phần mic và phần nhạc dễ chỉnh lắm. Chúng ta hoàn toàn không mất nhiều thời gian cho cái phiên bản X7 DAC để chúng ta thành thạo khi xử lý tất cả những cái tính năng của nó. Màu đen, chiều dài là 1.13, tức là 13 cm đấy, 13.5 phân. Tổng trong cấu hình combo này là 16 triệu đồng, và bên Zika chúng em vẫn đang còn cái chương trình tặng mic khuyến mại đi kèm cho anh chị đặt hàng nhé. Ngoài mic ra thì còn được tặng những bộ dây jack chuyên dụng để kết nối hai thiết bị với nhau như đẩy và loa. Bộ mic là bộ mic BS777 25 mã, dòng mic chúng em đang lồng ghép tặng kèm với cấu hình combo này, và tổng cấu hình này là 16 triệu đồng, miễn phí ship toàn quốc, cũng như cái đơn hàng này của anh Bảy anh đã đặt cho mình. Và sau đây, không để mất nhiều quá nhiều thời gian của anh chị, thì em sẽ đi vào test một đoạn karaoke để làm một cái video hoàn chỉnh để lưu giữ lại cái kỷ niệm khi anh Bảy đã ủng hộ bên Zika chúng em một cấu hình combo này. Tôi mới cất xong chiều qua, tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nhìn ra chân trời xa xa.
tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời.